Tại bò tư chiến nay ngày ngày 5 tháng 1 năm 2021 giao quan bò cho anh khách ở ở xã nhỏ. Xã nhỏ đi đạo Củ Chi, chuẩn bị lên xe cho anh khách. Anh chuyển khoản qua 5 triệu. Bây giờ chở vào. Con số 2, con số 3, con số 25. Con số 2, số 3 là con bò Pháp. Con số 25 và là con baby đông. Chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến trại bò xem, thì có bò chốt đến trại bò xem cùng tham khảo. Ví dụ chốt vài cặp bò mẫu béo thì mình có xe nhà và trại bò xe nhà giao tận nơi á. Xe trực thuộc lúc nào cũng trong trại. Khách bắt hai con, ba con cũng được giao tận nơi. Rồi nó tuyển chọn rồi những con mẹ lớn nền sau này con nuôi chất lượng thành đạt rất là cao. Viết cái số viết nhỏ nhỏ lại làm quyết nguyên tầm ngoài nguyên cái đích luôn, viết số rồi em thấy là nó xong rồi. Nó gõ gà nó đưa lên cái viết cái số nhỏ nhỏ làm gì hoặc là cái sập lên bứt cái bứt rồi. Có số 2, số 3 chuẩn bị lên xe. Cái này anh ở đi đạo Củ Chi, anh chuyển khoảng qua 5 triệu. Chuyển giờ chuẩn bị giờ gặp khách. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến đại bò xem, dự tính đại bò, đến đại bò xem cùng tham khảo. Giá cả xong này, chốt giá xong mình chở giao tận nơi hết. Còn nếu không có điều kiện thời gian đi thì chốt giá xong chở giao cũng được. Hoặc mình quay Zalo trực tiếp luôn để cho anh em mới nên chốt. Cái sành tích sơn bên bản đùi mỗi một con có số thứ tự riêng. Anh em chuẩn chốt cái con bò nào thì mình báo giá công khai cho anh em biết luôn ha. Dạ dạ hai con ngoài anh. Con số 2, con số 3 chuẩn bị lên xe. Giờ xã nhỏ cũng chi. Xa nhỏ, xã nhỏ vậy xa. Cái chỗ đó mình đi rồi anh em, lên đường lên cầu giữa anh em phải không? Đúng không? Ê. Ê. Lên liền, lên liền, lên liền. Bán bò này là lớn con, nuôi tầm khoảng thúc xác lên năm ơi, còn con nữa năm ơi. Con nó vừa. Con nuôi tầm khoảng chừng 10 tháng, nếu mà uống đầy đủ 10 tháng thức chuồng là bán 60 mấy triệu một con. Vĩnh Trăng thì bò lớn con. Con bò này con nào mấy đòn rất là dài. Con bò đòn dài nó mới tải thịt nó mới nhiều á. Đòn rất là dài. Mình mai tiếp tục ngày mai mình về một xe nữa. Chiều nay kịp thì dậy xe, mai dậy xe là hai xe. Tháng tuổi của bò thì tầm 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng ha. Bò mình đã tuyển chọn rồi, bò lớn nền. Cái này nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Cắn cái đuôi đó cái. Con nuôi cũng thời gian cũng khá hơi lâu ha. Bà con nuôi 9-10 tháng hoặc gấp năm mới ra. Cho nên bà con phải tuyển chọn những bò giống bò mình xem chuộng chốt cái giống bò nào thì mình báo giá công khai luôn á. Mình cũng có tuyển chọn rồi, những mẹ nó lớn nền sau này nó chất lượng đạt cao, bà con yên tâm. Bò Pháp để bò mình thì bà con có bò bê phát kem. Ngày mai mình tiếp tục về là chiều nay mình gom về xe nữa, là nay ngày 5 tháng 1 năm 2021 mình về một xe, chiều nay mình về xe, ngày mai mình tiếp tục về xe. Bò lỡ thì mai mình về tiếp tục về. Bò lỡ giá bán thì trong trại bò mình giá bán thì từ nhỏ đến lớn ha, giá 23-24 triệu là có giá bán tùy theo lớn nhỏ mấy bò đó. Khách này anh ở đi đạo Củ
chi anh chốt chuyển khoản vào 5 triệu xong trả ra. Rồi thôi bà về Củ Chi.